hai, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với khóa học Retest AI và ở bài học này chúng ta sẽ cùng nhau fix những cái vùng da bị đỏ do mụn để lại hoặc là do một cái phiết điểm gì đó trên da rồi ở đây đức có cái tóc của bạn nam này ha thì các bạn có thể thấy vùng da của bạn ấy là thứ nhất là bị mụn nè rồi bị tàn nhang và có những cái vùng da bị ửng đỏ như thế này ha thì bây giờ cái phương pháp chúng ta sẽ sử dụng chỉ là một cái công cụ duy nhất đó là Quick Mask kết hợp với tính năng AI của Photoshop thì đầu tiên các bạn cũng sẽ chọn vào cái công cụ Quick Mask bên thanh công cụ ha và lưu ý một điều trước khi sử dụng công cụ Quick Mask thì các bạn sẽ đưa cái màu Background rau và Background về mặc định đó là trắng và đen các bạn có thể sử dụng phím tắt là phím D trên bàn phím ha để các bạn đưa về mặc định Lúc nào mặc định nó cũng là màu đen nằm phía trên ha. Và màu trắng nó sẽ nằm phía dưới. Rồi bây giờ các bạn sẽ click vào cái công cụ Whiskmart bên thanh công cụ. Khi mà các bạn click vào công cụ Width á thì các bạn thấy cái layer thumbnail của các bạn bên đây nó sẽ thể hiện một cái màu đỏ như thế này. Có nghĩa là nó cho biết bạn đang sử dụng cái công cụ Whiskmart ha. Rồi bây giờ tiếp nữa các bạn sẽ chọn vào công cụ red và chọn vào công cụ red tool lúc này thì các bạn sẽ sổ cái bản rớt của nó ra và các bạn sẽ chọn một cái rớt mềm ha lưu ý là chọn một cái rớt mềm nha có nghĩa là cái rớt nó có cái độ hạt nét là không và nó có cái độ chuyển ha để các bạn sẽ tạo được một cái vùng chọn nó có cái độ chuyển mượt mà hơn á nó sẽ không quá gắt khi mà các bạn áp cái tính năng ai vào trong cái vùng chọn đó Rồi bây giờ các bạn sẽ dùng red ha, các bạn sẽ tô vào những cái vùng da bị đỏ như thế này. Thì khi mà các bạn tô như thế này á, cái vùng nào được chọn á là nó sẽ thể hiện cái màu đỏ ha. Cái bước này ha, các bạn sẽ làm càng chính xác thì các bạn sẽ có được một cái kết quả nó ưng ý hơn. Một cái kết quả nó perfect hơn ha. Rồi những cái vết mụn, vết tàn nhang như thế này á, thì các bạn sẽ nhỏ cọ rớt lại ha. Các bạn giảm cái kích thước của xây cọ rớt và các bạn sẽ chấm vào những cái khuyết điểm này để các bạn sẽ tạo vùng chọn cho nó luôn. Điển hình như là cái phần mũi nè, các bạn cũng sẽ chọn vào ha. Rồi ở trên cái phần trán của mẫu ha. Rồi cái vùng này nè, nó cũng là một cái mảng màu đỏ nên các bạn cũng sẽ chọn cái mảng này ha. Khi mà các bạn chọn bị dư như thế này á thì các bạn có thể chuyển đổi cái công cụ là eraser tool ha để các bạn sẽ xóa đi rồi khi mà các bạn chọn bị lem như thế này á thì các bạn có thể xóa đi bằng cách là các bạn sẽ sử dụng cái công cụ là eraser tool ha và các bạn cũng sẽ chọn cái cọ rớt đó là rớt mềm nha các bạn chỉ lấy cái phần da bị đỏ thôi rồi các bạn sẽ chọn là công cụ rớt ha để các bạn thêm những cái vùng nào mà nó đang bị lỗi thì các bạn sẽ thêm vào rồi, điển hình Đức đã dùng cái công cụ Wismat để các bạn sẽ tạo cái vùng chọn cho nó ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ chọn lại cái công cụ Wismat một lần nữa. Ở đây các bạn có thể sử dụng phím tắt á, là phím chữ Q trên bàn phím ha. Để các bạn sẽ chọn cái công cụ Wismat cho nhanh. Hoặc là các bạn có thể click lên đây. Thì nó sẽ tạo cái vùng chọn cho các bạn. Và lưu ý lúc này cái vùng chọn của các bạn nó đang bị ngược. Thì các bạn có thể sử dụng phím tắt đó là Shift cộng với F7 ha. Để các bạn nghịch đảo cái vùng chọn nó lại có nghĩa là nó đang chọn vào những cái phiết điểm của các bạn ha đây như thế này rồi khi mà đã có vùng chọn rồi thì các bạn sẽ click vào cái tính năng đó là Generate Active Field ha ở đây thì các bạn có thể nhập cái yêu cầu hoặc là trong trường hợp này các bạn thử các bạn không nhập một cái yêu cầu luôn ha nó sẽ tự động tính toán theo cách thông minh của nó ha chọn Generate rồi nó sẽ đưa ra những cái option cho các bạn lựa chọn thì các bạn sẽ lựa chọn những cái option nào mà các bạn cảm thấy ưng ý nhất ha cái đầu tiên mình cũng thấy khá ổn nè cái thứ hai cũng được cái thứ ba thì nó có cái gọi là độ khói hơn cho gương mặt ha nhưng mà ở đây các bạn có thể generate một lần nữa để các bạn sẽ có nhiều cái lựa chọn hơn rồi lấy ví dụ như đức chọn cái option này đi ha các bạn có thể so sánh ha trước nè sau nè rất là ok ha cảm ơn các bạn đã theo dõi bài học này hẹn gặp lại các bạn ở bài học kế tiếp